Liên quan đến tình hình cháy rừng nghiêm trọng tại Indonesia, chính phủ Malaysia đã vừa phải triển khai 3 máy bay, trong đó có một chiếc thủy phi cơ để hỗ trợ Indonesia trong cuộc chiến chống cháy rừng, vốn đang gây ra thảm họa khói mù lan rộng trong khu vực, ảnh hưởng cả các nước láng giềng. Chính phủ Indonesia cũng đặt ra thời hạn 2 tuần để dập tắt các đám cháy trong suốt hơn một tháng qua. Phát biểu tại thành phố Selangor, Trung tướng Không lực Hoàng gia Malaysia, ông Akban Abdul Samad cho biết, các máy bay của nước này sẽ tham gia chữa cháy rừng ở Indonesia trong 5 ngày và có thể sẽ kéo dài hơn sứ mệnh này nếu tình hình không cải thiện và phía Indonesia yêu cầu. Hiện Malaysia là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu thủy phi cơ, vốn có thể tự hút nước và thả nước xuống một khu vực rộng lớn. Ngoài Malaysia, Indonesia cũng đã yêu cầu Singapore, Nga và Nhật Bản giúp đỡ để dập tắt các đám cháy, đặc biệt là ở những vùng đất tham bùn, nơi rất khó có thể dập tắt lửa hoàn toàn. Tính đến nay, Indonesia đã triển khai 30 chiếc máy bay và hơn 22.000 người để dập tắt các đám cháy, song chưa đạt được kết quả. Với sự giúp đỡ của các nước, Indonesia đã đặt mục tiêu 2 tuần để giải quyết cuộc khủng hoảng cháy rừng hiện nay. Khói mù cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của đời ươi, một loài linh trưởng lớn đặc hữu của Indonesia. Các nhà chức trách cũng đang lên kế hoạch di dời loài động vật này đến nơi ở mới để tránh khói bụi. Chúng tôi rất lo lắng cho lũ đời ươi. Vài ngày qua, nhiều con do không chịu nổi khói mù đã tràn xuống phố. Hiện đang có 138 con đời ươi trong khu bảo tồn, trong khi khu vực trung chuyển tạm chỉ đủ không gian cho 20 con. Theo giới chức nước này, trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ chiều qua, chất lượng không khí ở khu vực tỉnh Kalimantan đã ở mức rất nguy hiểm với chỉ số ô nhiễm không khí API từ 700 đến 1.000, cao hơn gấp 10 lần mức độ cho phép.